Đường xưa mây trắng, tác giả Nhất Hạnh, người đọc Chiếu Thành. Cuốn 1, chương 1, đi để mà đi. Trong bóng tre im mát, vị khất sĩ trẻ tuổi Cát Tường đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đã ngồi thực tập như thế một cách chăm chú. Đó đây trong tu viện Trúc Lâm, hàng trăm vị khất sĩ cũng đang ngồi thực tập thiền quán, hoặc trong bóng tre, hoặc trong những chiếc am lá nhỏ dựng rải rác khắp nơi trong tu viện, xen lẫn giữa những bụi tre xanh tươi và khỏe mạnh. Phật hiện đang cư trú trong tu viện này cùng với khoảng gần 400 vị khất sĩ học trò của người. Tu viện đông như thế mà vẫn thanh tịnh. Đất của tu viện rộng đến 40 mẫu. Những giống tre trồng ở tu viện đều là những giống tre đẹp và khỏe, lấy từ khắp nơi trong Dương quốc Ma Kiệt Đà. Tu viện tọa lạc về phía bắc thành Dương Xá. Tu viện này do chính vua Tần Bà Sa La hiến tặng cho Phật và cho giáo đoàn khất sĩ của người cách đây đã 7 năm. Cát Tường mở mắt, chú mỉm cười. Hai bắp chân chú đã mỏi. Chú tháo chân ra khỏi tư thế hoa sen và bắt đầu xoa bóp cho máu chạy đều trong hai chân. Cát Tường năm nay mới 21 tuổi. Chú chỉ mới được xuống tóc và thọ giới khất sĩ cách đây có 3 hôm. Thầy Xá Lợi Phất, một trong những cao đệ của Phật, đã làm lễ truyền giới cho chú. Cát Tường quê ở U Lâu Tần Loa gần Gai Gia. Chú được làm quen với Phật ngay từ hồi Phật chưa thành đạo, cách đây đúng 10 năm. Hồi đó chú mới 11 tuổi, Phật thương chú lắm. Cách đây nửa tháng, Phật đã ghé lại làng U Lâu Tần Loa tìm chú. Phật đã đưa chú về đây, và Phật bảo thầy Xá Lợi Phất truyền giới khất sĩ cho chú. Được chấp nhận vào giáo đoàn của Phật, Cát Tường sung sướng lắm. Chú nghe nói trong giáo đoàn của người có rất nhiều vị khất sĩ xuất thân từ giới quyền quý như thầy Nang Đà. Thầy Nang Đà cũng là hoàng thái tử, em ruột của Phật. Lại có những vị hoàng thân khác như Bạc Đề Ly, Đề Bà Đạt Đa, A Nậu Lâu Đà và A Nang Đà. Chú chưa được trực tiếp chắp tay chào hỏi các vị này, tuy chú đã được trông thấy họ. Các vị này tuy đã đi tu, tuy đã khoác những chiếc cà sa bạc màu trên người, nhưng dáng điệu vẫn còn mang tính cách thanh lịch và quý phái. Cát Tường có cảm tưởng là còn lâu lắm chú mới làm quen thân được với các vị. Phật là một vị hoàng tử con vua thật đó, nhưng Cát Tường không còn thấy sự ngăn cách nào giữa người và chú. Có lẽ vì chú đã quen với Phật lâu rồi, và ngày xưa đã từng ngồi với Phật hàng giờ, hoặc trên bờ sông Ni Liên Thuyền, hoặc dưới cội Bồ Đề im mát. Chú thuộc về hạng những người cùng đinh, những người thấp kém và nghèo khổ nhất ở xứ chú. Chú đã làm nghề giữ trâu trên 10 năm nay. Trong vòng nửa tháng vừa qua, chú đã chung đụng với những người tu thuộc các giai cấp quý tộc. Những người này đều là khất sĩ và là học trò của Phật. Tuy họ rất tử tế với chú, tuy họ đã nhìn chú với những con mắt có cảm tình và nhiều khi đã mỉm cười với chú, nhưng chú vẫn chưa cảm thấy thật sự thoải mái với họ. Chắc là tại chú chưa quen. Có lẽ phải sống với họ trong nhiều tháng nữa, chú mới thực sự cảm thấy đây là thế giới của chú. Nghĩ tới đây, Cát Tường lại mỉm cười. Ở đây ngoài Phật ra, chú còn cảm thấy thoải mái đối với một người khác nữa. Đó là chú La Hầu La, con của Phật. La Hầu La năm nay 18 tuổi. La Hầu La đã được theo Phật 8 năm rồi. Và trên đường tu học, La Hầu La đã bước được những bước thật dài. Hiện La Hầu La là bạn thân nhất của chú. Chính La Hầu La đã chỉ cho chú phương pháp quán niệm hơi thở. La Hầu La giỏi giáo lý và hành trí nhiều hơn chú,
Nhưng sở dĩ La Hầu La chưa được thọ giới khất sĩ vì tuổi của chú ta chưa đến 20. Muốn được thành khất sĩ, muốn được thọ giới khất sĩ thì ít nhất phải 21 tuổi. Tháng trước, khi Phật ghé vào làng U Lâu Tần Loa tìm Cát Tường, thì gặp lúc Cát Tường không có ở nhà, chú đang chân trâu ngoài ruộng với đứa em trai tên là Rupa. Chỉ có hai đứa em gái của chú ở nhà. Bala là chị của Rupa, năm nay lên 16. Còn Hima là đứa em gái út, năm nay 12 tuổi. Bala nhận ra ngay được Phật. Nó đòi đi ra bờ sông tìm anh. Nhưng Phật nói để Phật tự ý đi tìm. Rồi người rủ La Hầu La cùng đi. Hôm ấy đi với Phật còn có 20 mấy vị khất sĩ nữa. Ai cũng theo Phật đi ra bờ sông. Quả nhiên, khi ra tới sông thì Phật gặp Cát Tường. Lúc ấy trời đã chiều và Cát Tường đang cùng Rupa tắm cho đàn trâu. Đàn trâu của Cát Tường chăn có tới 8 con trâu lớn và một con nghé. Hai anh em Cát Tường cũng nhận ra Phật tức khắc. Cát Tường cùng Rupa vội chạy lên chắp tay búp sen, cúi đầu chào Phật. Các con lớn quá. Phật nhìn hai anh em và mỉm cười một cách thân ái. Cát Tường đứng ngay người ngắm Phật, vẫn khuôn mặt trầm tĩnh và hai con mắt sáng ngời ngày xưa, vẫn nụ cười bao dung và hiền hậu đó, vẫn những lọn tóc nhỏ xoắn hình ốc trên đầu. Phật khoác một chiếc y màu chàm do nhiều miếng vải may kết lại, người vẫn còn đi chân đất như thuở nào. Cát Tường đưa mắt nhìn các vị xuất gia đứng phía sau lưng Phật. Chú nhận thấy vị nào cũng đi chân trần như Phật, vị nào cũng quấn y màu chàm. Chú để ý thì thấy y của Phật dài hơn y các thầy khác độ một tấc. Đứng gần Phật là một thầy rất trẻ, trạc tuổi Cát Tường. Vị này cứ nhìn chú mà mỉm cười hoài. Phật xoa đầu Cát Tường và Rupa. Người bảo người đang trên đường về thành Dương Xá, tiện đường chiều nay ghé lại thăm mấy anh em. Người bảo người sẽ đứng trên bờ sông, đợi hai anh em xuống tắm trâu cho xong, rồi sẽ cùng về nhà. Trên đường về làng, Phật giới thiệu chú La Hầu La với hai anh em. Chú La Hầu La là vị xuất gia trẻ tuổi nhất hồi nãy trên bờ sông, cứ đứng nhìn hai anh em Cát Tường mà cười hoài. La Hầu La thua Cát Tường 3 tuổi, nhưng cũng đã cao bằng Cát Tường. La Hầu La chưa thọ giới khất sĩ, nhưng đã thọ giới xuất gia là một vị sa di. Trông chú không khác gì những vị khất sĩ khác. La Hầu La đi giữa hai anh em. Chú trao chiếc bát cho Rupa giữ. Chú đặt tay lên vai của hai người một cách thân ái. Chú đã từng được nghe Phật nói chuyện về gia đình Cát Tường rồi, và chú có rất nhiều cảm tình với gia đình này. Cũng vì vậy cho nên anh em Cát Tường cảm nhận ngay được thân tình mà La Hầu La bộc lộ. Về tới nhà, Phật hỏi Cát Tường có muốn theo học với Phật và gia nhập giáo đoàn khất sĩ không. Đây là một điều mà Cát Tường mong ước từ lâu. 10 năm trước, Cát Tường đã từng tỏ lộ ước mơ ấy với Phật. Ngày ấy, Phật cũng đã hứa là sau này sẽ thừa nhận chú làm học trò xuất gia. Và bây giờ, người đã trở lại, người đã không quên lời hứa. Các em của Cát Tường cũng đã lớn cả rồi. Rupa, em trai của Cát Tường, đã có đủ khôn ngoan để một mình chăm sóc bầy trâu. Em gái lớn của Cát Tường là Bala cũng có đủ sức để làm một người nội trợ rồi. Phật ngồi ngoài sân, trên một ghế đổ nhỏ. Tất cả các vị khất sĩ đều đứng sau lưng người. Nhà của mấy anh em Cát Tường chỉ là một túp lều lụp xụp vách đất, làm gì có đủ chỗ để mời tất cả mọi người vào. Rupa đi lùa trâu về nhà, ông chủ trâu vẫn chưa về. Bala nói với Cát Tường.
Anh cứ đi theo Phật và các thầy đi, tụi em ở nhà cũng đủ sức lo. Thằng Ruba nó mạnh lắm, mạnh hơn cái anh hồi xưa. Anh đi chăn trâu nuôi tụi em cũng đã hơn 10 năm rồi, không lý nào bây giờ tụi em không đủ sức để tự lo cho chính mình sao? Ngồi bên lu nước, Hima ngẩng lên nhìn chị, không nói năng gì. Cát Tường nhìn nó. Con bé năm nay đã lớn, hồi Cát Tường mới được gặp Phật, Hima còn chưa đầy tuổi thôi nôi. Ba La hồi đó mới 6 tuổi, đã phải vừa ẵm em vừa nấu cơm. Rupa hồi đó mới có 3 tuổi, cả ngày dọc đất dọc cát chơi ngoài sân. Cha chúng vừa mất được 6 tháng, thì mẹ chúng cũng bỏ chúng ngay sau khi sanh em Hima. Cát Tường 11 tuổi mà đã phải làm chủ gia đình. May mắn mà nó được chăn trâu cho gia đình ông Rambun ở trong xóm. Nhờ chăn trâu giỏi cho nên nó kiếm đủ thức ăn mỗi ngày cho chính nó và cho các em. Nó còn kiếm được cách xin sữa trâu cho bé Hima nữa. Bé Hima có khuôn mặt xinh xinh, thấy anh nhìn mình như có ý dò hỏi. Hima mỉm cười, nó ngần ngừ một lát, rồi giọng nhỏ nhẹ: "Anh đi với Phật đi." Nói xong, Hima quay mặt đi nơi khác, rơm rớm nước mắt. Hima đã từng nghe anh nói về dự tính sẽ đi theo Phật để tu học. Nó muốn anh nó được đi, nhưng nó lại buồn khi biết anh nó sắp đi. Vừa lúc ấy, Truba về tới. Truba nghe được câu nói của em, nó hiểu tất cả. Nó nhìn Cát Tường và nói: "Anh cứ đi với Phật đi." Mọi người im lặng. Truba nhìn Phật nói: "Phật cho anh con đi học với Phật, con ở nhà đủ sức lo cho chị và em của con rồi." Và quay sang Cát Tường, Truba nháy mắt: "Nhưng thỉnh thoảng anh phải xin phép Phật về thăm tụi em nha." Thế là vấn đề của Cát Tường đã được giải quyết. Phật đứng dậy, xoa đầu Hima và nói: "Các con đi ăn cơm và chuẩn bị đi nha. Sáng mai ta sẽ trở lại đây đón Cát Tường cùng lên đường đi Duyên Xá. Bây giờ ta và các thầy khất sĩ sẽ đi về cây Bồ Đề và sẽ nghỉ đêm trong ấy." Ra tới cổng, Phật quay lại, người nhìn Cát Tường và nói: "Ngày mai con không cần đem theo gì hết, chỉ cần áo mặc trên người con thôi, vậy nha." Đêm đó, bốn anh em thức khuya, Cát Tường dặn dò các em đủ điều. Cát Tường ôm từng đứa em trong vòng tay thật lâu. Bé Hima khóc thút thít trong tay anh, nhưng bé lại ngẩng lên nhìn anh mà mỉm cười. Nó không muốn anh nó buồn. Ánh sáng chiếc đèn dầu tuy mù mờ nhưng vẫn soi rõ được nụ cười của bé. Tối hôm đó, không ai nghĩ đến chuyện ăn cơm tối cả, dù Ba La đã nấu cơm sẵn cho bốn anh em từ hồi xế chiều. Sáng tinh sương hôm sau, khi Cát Tường vừa dậy thì đã thấy chị Tu Già Đa đến thăm. Chị đến để chào từ giả Cát Tường, bởi vì chiều hôm qua trên đường bờ sông chị đã được gặp Phật và đã được Phật báo tin cho biết là Cát Tường sẽ lên đường theo Phật. Chị Tu Già Đa là con gái ông Hương Cả, chị lớn hơn Cát Tường 2 tuổi. Ngày xưa chị cũng đã được gặp Phật hồi người chưa thành đạo, và chị cũng từng giúp mấy anh em Cát Tường nhiều lần trong những cơn ốm đau hoạn nạn. Tu Già Đa đem đến tặng Cát Tường một lọ dầu, nói là để đánh gió những khi bị nhức đầu cảm mạo. Hai chị em mới nói được vài ba câu chuyện thì Phật và các thầy tới. Các em của Cát Tường cũng đã dậy và sửa soạn để tiễn đưa anh. Chú La Hầu La đến ân cần hỏi thăm từng đứa em của Cát Tường. Chú hứa, trong tương lai, nếu có dịp đi ngang vùng Gia Gia, thế nào chú cũng sẽ ghé thăm mấy đứa. Chị Tu Già Đa và ba đứa em của Cát Tường đưa Phật và đoàn khất sĩ ra tới bờ sông. Đoàn người theo con đường ven sông để đi về phía đông bắc. Bốn chị em chắp tay chào Phật, chào các thầy,
chào chú La Hầu La và chào Cát Tường. Cát Tường thấy lòng dạ nao nao. Đây là lần đầu tiên Cát Tường rời bỏ quê hương. Nghe nói phải đi đến 10 hôm mới tới được thành Dương Xá. Phật và các thầy khất sĩ đi thật khoan thai. Đi như thế này thì lâu đến là phải. Nhưng Cát Tường cũng chậm bước. Bước chân Cát Tường cũng trở nên khoan thai. Lòng của Cát Tường bây giờ bình yên hơn. Cát Tường đã là một lòng quay về nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Pháp và nương tựa nơi Tăng. Cát Tường đã có đường đi của mình. Chú quay lại nhìn một lần chót. Bóng của chị Tu Già Đa và của các em đã khuất sau rừng cây. Cát Tường có cảm tưởng là Phật đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới. Đoàn khất sĩ đi theo người cũng vậy, không ai tỏ vẻ nóng ruột hoặc hấp tấp muốn cho chóng tới Dương Xá. Mọi người bước những bước vững chắc, chậm rãi và thanh thản. Đi như là đi chơi, không ai tỏ vẻ mỏi mệt. Vậy mà mỗi ngày đoàn người đi được rất xa. Cứ vào khoảng 10 giờ sáng thì đoàn khất sĩ lại ghé vào một thôn xóm bên đường để khất thực. Họ đi thành một hàng, Phật đi đầu, tay phải người nâng bình bát, Cát Tường đi chót, ngay sau chú La Hầu La. Đoàn người trang nghiêm vừa đi vừa theo dõi hơi thở, mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng đoàn người dừng lại, có người trong xóm đem thức ăn ra cúng dường. Họ đứng nghiêng mình đổ thức ăn vào trong bình bát của các vị khất sĩ. Có người quỳ xuống bên đường để dâng cúng thức ăn. Các vị khất sĩ sau khi nhận thức ăn thầm lặng hộ niệm cho người thí chủ. Đoàn khất sĩ sau khi khất thực từ từ đi ra khỏi thôn xóm và tìm tới dưới một khu rừng hay dưới một bãi cỏ. Họ ngồi xuống thành vòng tròn và chia sẻ thức ăn đã xin được cho những chiếc bình bát chưa có gì. Chú La Hầu La từ bờ sông đi lên, mang theo một bình nước đầy. Chú cung kính mang bình nước tới trước mặt Phật. Phật chắp tay lại thành một búp sen. Chú đổ nước trên tay Phật để Phật rửa tay. Rồi chú đến trước các vị khất sĩ, cung kính đổ nước trên tay từng vị. Sau cùng, chú đến đổ nước cho Cát Tường rửa tay. Sau đó mọi người chắp tay lại để quán niệm và chú nguyện. Rồi mọi người nâng bát lên ăn. Bữa ăn trang nghiêm và im lặng. Cát Tường chưa có bát. Chú La Hầu La đã chia thức ăn cho Cát Tường trên một tàu lá chuối tươi. Thọ trai xong, đoàn khất sĩ tìm nơi nghỉ trưa. Có vị tiếp tục đi thiền hành. Có vị ngồi thiền tọa dưới gốc cây. Khi nắng bắt đầu dịu xuống, mọi người lại lên đường. Đoàn người đi cho đến khi bóng chiều ngã thì mới tìm nơi tá túc. Chỗ nghỉ đêm tốt nhất của họ là một khu rừng thưa. Mọi người đều có mang theo tọa cụ. Họ ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen để thiền tọa dưới một gốc cây. Có vị thiền tọa đến quá nửa đêm mới ngã lưng xuống nghỉ trên áo cà sa xếp tư của mình. Các vị khất sĩ thường mang theo mình một chiếc y khác. Họ dùng y này để đắp khi trời trở lạnh. Cát Tường được chú La Hầu La cho mượn chiếc y của chú. Cát Tường cũng bắt chước mọi người thiền tọa. Và chú cũng học cách ngã lưng ngủ dưới một gốc cây, đầu chú gối trên một chiếc rễ cây. Buổi sáng khi thức dậy, Cát Tường thấy Phật đã dậy từ hồi nào và đang an nhiên ngồi tĩnh tọa. Dáng điệu của người trầm tĩnh và an lạc lạ thường. Nhìn quanh, Cát Tường thấy nhiều vị khất sĩ cũng đã dậy và đang thực tập thiền quán. Khi trời đã sáng rõ, mọi người lại xếp y, cầm bát và chuẩn bị lên đường. Ngày đi, đêm nghỉ, đi như thế được 10 hôm thì đoàn người tới thủ đô Dương Xá.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà Cát Tường thấy nhà cửa phố xá đông đúc như vậy. Xe ngựa rộn rịp, tiếng cười nói gian gian. Tuy nhiên, Đoàn Khất Sĩ vẫn đi khoan thai, nghiêm chỉnh và tịnh lạc như đi trên một bờ sông hoặc một con đường giữa hai cánh đồng lúa nơi thôn giả. Nhiều khách bộ hành đứng lại để ngắm Đoàn Khất Sĩ. Có người nhận ra được Phật, họ sụp xuống lại một cách kính cẩn. Đoàn Khất Sĩ vẫn an nhiên đi. Rồi Đoàn Khất Sĩ về tới tu viện Trúc Lâm. Tin Phật về tới Trúc Lâm phút chốc đã được truyền đi khắp tu viện. Chỉ trong chốc lát, gần 400 vị khất sĩ cư trú tại Trúc Lâm đã tề tự lại tịnh xá của người để thăm hỏi. Phật không nói chuyện nhiều, người chỉ hỏi thăm mọi người về hiện trạng tu học và hành đạo tại Trúc Lâm và tại thành Dương Xá. Rồi người giao Cát Tường cho thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất hiện là vị giáo thọ của chú La Hầu La. Thầy cũng là vị giám viện của tu viện Trúc Lâm. Hiện thầy đang hướng dẫn việc tu học cho gần 50 vị khất sĩ tân học. Nghĩa là những vị khất sĩ trẻ mới được xuất gia trong vòng vài ba năm. Người đứng đầu tu viện là Đại Đức Kiều Trần Như. Chú La Hầu La có phận sự chỉ dẫn cho Cát Tường về thể thức sinh hoạt hàng ngày trong tu viện, như cách đi, cách ngồi, cách đứng, cách chào hỏi, cách thiền hành, cách thiền tọa và cách quán niệm hơi thở. La Hầu La cũng chỉ cho Cát Tường cách khoác y, mang bát, cách khất thực, chú nguyện và rửa bát. Nội trong ba hôm, Cát Tường theo sát chú La Hầu La để học tất cả những thứ đó. La Hầu La chỉ dẫn rất tận tình, nhưng Cát Tường biết rằng để có thể làm được những việc này một cách ung dung và tự nhiên như La Hầu La, chú phải thực tập trong nhiều năm. Cuối cùng, thầy Xá Lợi Phất gọi Cát Tường vào thảo am riêng của thầy. Thầy bảo Cát Tường ngồi xuống trên một chiếc ghế thấp bên cạnh thầy và bắt đầu giảng cho Cát Tường nghe về giới luật của người khất sĩ. Khất sĩ là người đã từ bỏ đời sống gia đình, nương vào Phật như người đưa đường chỉ lối cho mình trong cuộc đời, nương vào Pháp như con đường đưa tới sự thành tựu đạo nghiệp giải thoát, và nương vào Tăng như đoàn thể của những người cùng đi trên một con đường chí hướng. Người khất sĩ phải sống đời đạm bạc và khiêm nhượng. Đi khất thực là để thực hiện tinh thần ấy, mà cũng để có cơ hội tiếp xúc với dân chúng và hướng dẫn mọi người vào con đường của hiểu biết và của thương yêu mà Phật chỉ dạy. 10 năm về trước, với cội Bồ Đề, Cát Tường và các bạn đã từng được nghe Phật nói về đạo giải thoát như con đường của hiểu biết và thương yêu. Nên bây giờ chú hiểu rất chóng những điều mà thầy Xá Lợi Phất đang giảng dạy. Nét mặt của thầy nghiêm trang, nhưng hai mắt và nụ cười của thầy bộc lộ rất nhiều từ ái. Thầy nói sáng ngày mai, Cát Tường sẽ được làm lễ thế pháp xuất gia để được gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ. Và thầy dạy cho Cát Tường học thuộc những câu nói mà chú phải nói trong lễ thọ giới. Trong lễ thọ giới của Cát Tường, chính thầy Xá Lợi Phất là giới sư truyền giới. Chỉ có khoảng trên 20 vị khất sĩ tham dự. Phật cũng đến để tham dự lễ truyền giới này. La Hầu La cũng có mặt. Cát Tường rất sung sướng. Thầy Xá Lợi Phất làm lễ xuống tóc cho Cát Tường, tay cầm dao cạo. Thầy im lặng một lát để chú nguyện, rồi đưa dao cạo một vài đường tóc trên đầu Cát Tường. Sau đó, La Hầu La nhận trách nhiệm hoàn tất việc cạo đầu cho vị giới tử mới. Cát Tường được thầy Xá Lợi Phất trao cho 3 chiếc y, một chiếc bình bát và một dụng cụ lọc nước. Đã học cách quấn y với La Hầu La rồi, nên chú đã mặc y vào người một cách tự nhiên và mau chóng. Chú sụp lạy trước Phật và đoàn thể các vị khất sĩ để biểu lộ niềm quy kính và lòng biết ơn của chú. Ngay sáng ngày hôm ấy, Cát Tường được tập sự đi khất thực.
chú đã là một vị khất sĩ, quấn y, mang bát. Chú gia nhập vào đoàn khất sĩ của vị y chí sư mình, tức là thầy Xá Lợi Phất. La Hầu La là thị giả của thầy Xá Lợi Phất, nên cũng có trong đoàn của chú mấy trăm vị khất sĩ trong tu viện Trúc Lâm, chia nhau thành nhiều đoàn. Mỗi đoàn tìm đi khất thực trong một con đường khác nhau của thành Dương Xá. Hôm ấy Phật không đi trong đoàn của Cát Tường. Vừa bước ra khỏi tu viện, Cát Tường thấy ngay rằng đi hóa trai là một phương thức hành đạo. Lập tức chú trở về theo dõi hơi thở, chú tâm vào hơi thở. Chú bước từng bước đoan nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Chú La Hầu La hiện đi phía sau chú. Tuy Cát Tường có ý thức rằng mình là một vị khất sĩ thực thụ, chú cũng biết rất rõ là kinh nghiệm tu học của chú còn kém xa kinh nghiệm tu học của La Hầu La. Và chú thường nguyện nuôi dưỡng đức khiêm cung nơi chú. Chương 2: Nghệ thuật chăm trông. Hôm nay trời mát, sau bữa cơm trưa ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời, ngồi quay quần quanh Phật. Tu viện Trúc Lâm có rất nhiều sóc. Chúng quanh quẩn bên các thầy, không có vẻ gì là sợ hãi. Nhiều con sóc leo lên trên các thân tre, đưa mắt nhìn xuống. Cát Tường đưa mắt tìm La Hầu La. Chú thấy La Hầu La ngồi ngay trước mặt Phật. Chú rón rén đến trải tọa cụ bên cạnh La Hầu La và nghiêm chỉnh ngồi xuống trong tư thế hoa sen. Không khí thật trang nghiêm, không ai nói với ai lời nào. Nhưng Cát Tường biết rằng ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi Phật mở lời chỉ dạy. Phật ngồi trên một chiếc chổng tre cao hơn mọi người chừng vài gang tay để mọi người có thể nhìn thấy. Người ngồi ung dung và uy nghiêm như một con sư tử chúa ngồi trong bầy sư tử. Người đưa mắt nhìn đại chúng một cách từ hòa. Rồi cái nhìn của người dừng lại nơi Cát Tường và La Hầu La. Bỗng nhiên Phật mỉm cười, người cất tiếng: "Hôm nay tôi muốn nói chuyện với đại chúng về việc chăn trâu. Và thế nào là một em bé chăn trâu giỏi? Một em bé chăn trâu giỏi là một em bé có thể dễ dàng nhận ra được trâu của mình, biết hình tướng của mỗi con, biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết chăm sóc những vết thương của trâu, biết đốt khói ung trâu để trâu không bị muỗi đốt, biết tìm đường đi an toàn cho trâu, biết thương yêu trâu, biết tìm bến tốt để cho trâu qua sông, biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, biết bảo trì những vùng thả trâu, và cuối cùng là biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ." Ngừng một lát, Phật tiếp: "Này các vị khất sĩ, một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm tương tự như một em bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Nếu em bé chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải thấy được những hành động nào của thân, của miệng và của ý là những hành động đáng làm, và những hành động nào là những hành động không đáng làm. Nếu một em bé chăn trâu biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, si mê và hờn quán." Trong khi Phật nói những lời trên, mắt Phật không rời Cát Tường. Cát Tường có cảm tưởng rằng chú là nguồn cảm hứng của những lời mà Phật đang nói. Chú nhớ rằng ngày xưa chú đã được ngồi bên Phật hàng giờ, và Phật đã từng hỏi chuyện chú một cách tỉ mỉ về công việc chăn trâu và cắt cỏ. Vốn là một vị hoàng thái tử xuất thân, làm sao Phật có thể biết rõ như thế về nghề chăn trâu, nếu như chính chú đã không kể hết những chuyện đó cho người nghe? Phật vẫn nói tiếng người vừa rõ vừa trong. Tuy người chỉ nói giọng bình thường,
tiếng của người vẫn vọng ra rành mạch từng âm, không ai là không nghe thấy. Nếu em bé chăn trâu biết chăm sóc các vết thương của trâu, thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để cho sáu đối tượng, tức là sáu trần, không thể lung lạc được mình. Nếu em bé chăn trâu biết cách đốt khói ung trâu để trâu khỏi bị muỗi đốt, thì người xuất gia cũng phải đem đạo lý giải thoát để dạy cho những người xung quanh, để họ tránh được những khổ đau dằn vặt trong thân tâm họ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết tránh những con đường đưa tới danh lợi, sắc dục, quán rượu và hí trường. Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu, thì người xuất gia cũng phải biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới. Nếu em bé chăn trâu biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào diệu lý bốn sự thật để biết bến, biết bờ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết rằng bốn lãnh vực quán niệm là mảnh đất tốt nhất để làm phát sinh giải thoát. Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu, không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu, thì người xuất gia cũng phải cẩn thận và dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Nếu em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Một vị khất sĩ biết làm đúng theo 11 điều vừa nói thì có thể đạt đến quả vị La Hán trong vòng 6 năm tu học. Vị khất sĩ trẻ tuổi Cát Tường lấy làm kỳ lạ. Những điều chú nói với Phật cách đây 10 năm, Phật vẫn còn nhớ hết. Người đã nhắc lại với tất cả những chi tiết và còn đem áp dụng vào việc tu học của người khất sĩ. Tuy Phật đang dạy giáo lý chung cho đại chúng, nhưng chú có cảm tưởng là Phật đang dạy riêng cho một mình chú. Chú nhìn đăm đăm vào mặt Phật, hai mắt không rời khỏi người. Những lời Phật dạy thật hàm súc. Những danh từ như sáu căn, sáu trần, bốn sự thật và bốn lãnh vực quán niệm mà Phật đã sử dụng trong bài pháp thoại, Cát Tường chưa hiểu được tường tận. Chú tự bảo là sẽ nhờ chú La Hầu La giảng giải cho. Nhưng chú có cảm tưởng là dù sao chú cũng đã hiểu được khái quát những lời Phật dạy. Chú sẽ ôn lại những điều được học hôm nay với chú La Hầu La. Nhưng Phật đã lại lên tiếng. Người giải thích thêm về việc chọn con đường an toàn cho trâu đi. Nếu con đường có quá nhiều gai gốc, trâu có thể sẽ bị thương, và những vết thương có thể làm độc. Nếu em bé chăn trâu không biết cách trị thương cho trâu, thì trâu có thể bị lên cơn sốt và lăn ra chết. Sự tu học cũng giống như thế. Không tìm chánh đạo mà đi thì sẽ bị thương tích trong thân thể và tâm hồn. Những vết thương do các độc tố tham, sân, si làm cho ung thối sẽ có thể làm hư hỏng cả sự nghiệp giác ngộ. Phật ngừng nói. Người ra dấu cho Cát Tường lại gần người. Cát Tường vâng lời, đến đứng chắp tay búp sen bên Phật. Phật tươi cười giới thiệu chú với đại chúng. Người nói, 10 năm trước, tôi đã được gặp chú Cát Tường trong rừng Gai Gia trước ngày thành đạo. Chính chú Cát Tường đã cho tôi những nấm cỏ cu sa để trải làm tọa cụ mà ngồi dưới cội cây bồ đề. Hồi đó chú mới 11 tuổi. Những điều mà tôi biết về nghệ thuật chăn trâu là do chú dạy cho tôi hồi đó. Tôi biết Cát Tường đã là một em bé chăn trâu giỏi, và tôi tin tưởng rằng vị khất sĩ Cát Tường hôm nay cũng sẽ là một vị khất sĩ giỏi trong ngày mai. Mọi con mắt đổ dồn về phía Cát Tường. Chú biết là hai tay và hai má chú đang đỏ bừng. Mọi người chắp tay búp sen để chào chú. Chú cúi đầu chắp tay đáp lễ. Phật kết thúc buổi pháp thoại bằng cách yêu cầu chú La Hầu La
lặp lại những phép quán niệm hơi thở. Chú La Hầu La đứng dậy chắp tay, chú đọc rành mạch từng phép, giọng chú sang sảng như tiếng chuông đồng. Đọc xong, chú lại chắp tay cung kính xá đại chúng. Phật đứng dậy, người trở về am tranh, đại chúng giải tán, mọi người thu xếp tọa cụ và trở về vị trí của mình. Tại tu viện Trúc Lâm, không phải ai cũng cư trú trong các tịnh xá. Có nhiều vị khất sĩ ngồi thiền và ngủ ngay dưới các bụi tre. Chỉ khi nào trời mưa, các vị mới xếp tọa cụ và tìm vào ẩn mưa ở các tăng xá hoặc ở các giảng đường. Các tường được thầy Xá Lợi Phất cho phép ở chung một liêu với chú La Hầu La. Năm nay chú La Hầu La đã chững chạc rồi, nên không còn phải ngủ chung một liêu với thầy Y Chí Sư như những năm còn bé. Các tường rất sung sướng được thân cận với chú La Hầu La. Chú thầm cảm ơn vị Y Chí Sư. Thầy Xá Lợi Phất hiểu chú không kém gì Phật. Hèn gì ai cũng nói thầy là học trò lớn của người. Chiều nay, sau giờ thiền tọa, các tường tập đi kinh hành một mình. Chú chọn một con đường vắng trong tu viện để khỏi phải gặp nhiều người. Trong lúc kinh hành, chú không được nhất tâm cho lắm, bởi vì chú đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và nhớ các em. Hình bóng con đường làng dẫn ra bờ sông hiện rõ trong trí. Hình bóng của bé Hi Ma đang cúi mặt xuống gần như khóc. Hình bóng của thằng Tru Pa một mình chăm sóc đàn trâu đông đảo của ông Rampun. Chú cố xua đuổi những hình ảnh ấy đi để chú tâm vào bước chân và hơi thở. Nhưng thỉnh thoảng, các hình bóng ấy lại lãng vãng trở về. Chú hơi giận chú là đã không hết lòng tu học, đã không xứng đáng với lòng tin cậy của Phật. Chú định bụng, sau giờ thiền hành, sẽ đi tìm chú La Hầu La để hỏi thêm về phương pháp nhiếp tâm. Giả lại, còn mấy điều Phật dạy hồi trưa mà chú chưa ghi nhận được kỹ càng. La Hầu La chắc chắn là có thể giúp chú. Nghĩ đến La Hầu La, chú thấy vững tâm hơn. Và tự nhiên tâm trí của chú trở nên định tĩnh. Giờ đây, chú đã có thể tập trung được tâm ý vào hơi thở và bước chân một cách dễ dàng hơn trong việc thực tập thiền hành. Các tường chưa kịp đi tìm La Hầu La thì La Hầu La tìm đến chú. La Hầu La kéo chú xuống ngồi bên một gốc tre. Hồi xế trưa tôi có gặp thầy Ananda. Thầy đã được nghe Phật giới thiệu về chú và thầy rất muốn gặp chú để được nghe chú kể chuyện ngày xưa. Cái chuyện hồi còn bé và chú đã được gặp Phật như thế nào đó. Thầy Ananda là ai vậy hả chú? Thầy là một vị dương tử dòng họ Thích Ca và là em chú bác của Phật. Thầy xuất gia đã 7 năm nay. Thầy học giỏi lắm và rất được Phật thương. Thầy thường để tâm săn sóc đến sức khỏe của Phật. Chú biết không, thầy mời anh em mình chiều mai đến thảo am của thầy đàm đạo. Tôi cũng rất muốn được nghe chú kể chuyện Phật hồi người còn tu ở rừng Gây Gia. Ủa, Phật chưa kể cho chú nghe sao? Có chứ, nhưng người chỉ kể sơ lược thôi. Tôi tin chắc là chú có rất nhiều chuyện hay để kể lại. Chuyện thì cũng không có gì nhiều đâu, nhưng nhớ được điều gì tôi sẽ kể lại điều ấy. Thầy Ananda có dễ thương không? Tôi thấy ngại quá. Dễ thương lắm và hiền lắm. Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy ấy nghe. Thầy ấy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi hả, chúng ta sẽ gặp nhau lại vào ngày mai, vào giờ đi khất thực. Tôi phải đi giặt y cho kịp khô. La Hầu La đứng dậy, các tường kéo áo bạn. Chú ngồi chơi thêm chút nữa đi, tôi có mấy điều muốn hỏi chú. Hồi sáng Phật dạy rất rõ về 11 điều mà một vị khất sĩ cần phải làm theo. Tôi đã không ghi nhớ hết đủ 11 điều, vậy nhờ chú chỉ bảo lại cho tôi. Hồi chiều tôi cũng có nhẩm lại 11 điều ấy, nhưng mà tôi cũng chỉ nhớ được có 9 điều thôi. Tôi tính vậy nha. Ngày mai gặp thầy Ananda, chúng ta sẽ nhờ thầy ấy nhắc lại. Có chắc là thầy Ananda nhớ được hết không? Chắc chứ,
Ai chứ thầy Ananda thì 111 điều thầy cũng nhớ, chứ đừng nói chi 11 điều. Chú mới tới thành ra không biết thầy Ananda đó thôi. Thầy có một trí nhớ kinh khiếp lắm. Ở đây không người nào là không phục. Những điều mà Phật nói, thầy ấy có thể trùng tuyên lại danh sách không sót một chi tiết nào. Ai cũng xưng tụng thầy là đệ nhất đa văn đó. Hễ ai quên một điều gì mà Phật đã dạy, thì người ấy lại tìm đến thầy Ananda. Ở đây lâu đi, rồi chú sẽ biết. Lâu lâu đại chúng lại tổ chức một buổi học ôn và mời thầy Ananda trùng tuyên lại những bài dạy căn bản của Phật. Vậy thì chúng ta may mắn quá. Chúng ta đợi đến chiều mai vậy. À mà quên, tôi lại định hỏi chú, làm thế nào để nhiếp tâm trong khi đi kinh hành? Chú muốn nói là trong khi đi kinh hành chú cứ nghĩ đến những chuyện khác phải không? À, hẳn là chú nhớ tới các em chú ở nhà. Cát Tường nắm tay bạn. Sao chú thông minh quá à? Quả thật tôi có nghĩ đến các em ở nhà. Chiều hôm nay sao tôi thấy nhớ nhà quá à? Tôi rất hối hận là đã không nhất tâm với việc tu học. Tôi cảm thấy xấu hổ với Phật và xấu hổ với chú lắm. La Hầu La cười. Chú đừng cảm thấy xấu hổ. Hồi tôi mới đi theo Phật, tôi cũng nhớ mẹ, nhớ ông nội và nhớ bà dì của tôi lắm. Có nhiều đêm á, tôi nằm úp mặt vào vách và khóc một mình. Tôi biết mẹ tôi, ông nội và bà dì của tôi cũng nhớ tôi lắm. Nhưng mà không sao đâu, lâu ngày thì quen đi à. La Hầu La cùng kéo Cát Tường đứng dậy. Chú ôm ngang hông Cát Tường một cách thân ái. Các em của chú dễ thương lắm, chú nhớ nhà là phải. Nhưng rồi chú cũng sẽ quen đi như tôi thôi. Ở đây chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm, phải tu và phải học. Có dịp tôi sẽ kể chuyện mẹ tôi, ông nội tôi và bà dì của tôi cho chú nghe. À, mà chú có muốn nghe không? Cát Tường nắm chặt bàn tay của La Hầu La trong hai bàn tay mình. Chú gật đầu. Hai bạn chia tay. La Hầu La đi giặt y, Cát Tường đi tìm chổi quét lá tre xung quanh các tịnh xá và gom lá tre lại từng đống. Chương 3: Mớ cỏ cô sa. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Cát Tường ngồi dưới gốc tre ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Phật trong rừng, để chiều mai kể lại cho thầy A Nan Đà và chú La Hầu La nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó chú mới 11 tuổi, mẹ chú vừa mất, chú phải chăm sóc ba đứa em. Em gái út của chú là bé Hima, chỉ được có mấy tháng. Hima không có sữa uống. Hồi đó Cát Tường đã được ông Rambun trong xóm giao công việc chăn trâu. Hồi đó đàn trâu chỉ có 4 con và một con trâu nghé. Mỗi ngày Cát Tường đã lén vắt sữa trâu cho em uống. Nó chăm sóc bầy trâu rất cẩn thận, vì biết rằng nếu nó không giữ được trâu cho ông Rambun thì các em nó sẽ đói. Từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa được lợp lại lần nào, mái tranh đã nát. Hễ trời mưa lớn là nhà dột, và thằng Trupa phải đi lấy mấy cái chậu sành đã mẻ ngoài hiên vào để hứng nước dột. Bé Ba La mới có 6 tuổi mà đã phải học nấu cơm, ẩm em và đi nhặt củi ngoài rừng. Có khi nó phải ẩm em ra rừng để vừa giữ em vừa nhặt củi. Còn nhỏ tuổi, nhưng bé Ba La đã biết nhồi bột làm bánh chapati cho cả nhà. Mấy anh em ít khi có đủ tiền để mua bột cà ri. Có khi lùa trâu về chuồng, đi ngang qua nhà bếp ông Rampun, nghe mùi cà ri bốc lên thơm lừng, Cát Tường thèm chảy cả nước miếng. Từ ngày ba chúng nó mất đi, ít có khi nào chúng nó được ăn bánh chapati cuốn hoặc chấm trong nước cà ri nấu thịt đâu. Áo quần của đứa nào cũng tơi tả. Cát Tường chỉ giận có một cái xà rông khi đi chăn trâu. Hôm nào trời lạnh lắm, nó mới quấn thêm tấm vải nâu lên người. Tấm vải đã bạc màu và mốc thết, nhưng nó quý lắm. Cát Tường phải tìm những nơi có đủ cỏ cho trâu ăn. Nó biết, hễ trâu về tới nhà mà bụng còn lép là nó sẽ bị ông Rambun đánh mắng. Buổi chiều,
Mỗi khi lùa trâu về, Cát Tường phải gánh theo về một cánh cỏ tươi để cho trâu ăn. Đàn trâu ăn cỏ suốt đêm. Vào những hôm có nhiều muỗi, Cát Tường còn phải đốt lửa un khói để đuổi muỗi cho trâu trước khi ra về. Ông Rambun trả lương cho nó bằng gạo, bột mì và muối, cứ ba hôm một lần. Có hôm đi chăn trâu về, Cát Tường đem được về cho Ba La vài ba con cá mà nó đã bắt được ở bờ sông Ni Liên Thuyền. Một buổi chiều, sau khi đã tắm xong cho trâu và đã cắt cỏ được đầy gánh, Cát Tường định vào rừng ngồi chơi một lát trước khi lùa trâu về chuồng. Để bầy trâu ăn ở cửa rừng, Cát Tường đi tìm một gốc cây để ngồi tựa lưng. Bỗng dưng, nó thấy một người đang ngồi yên lặng dưới gốc cây bồ đề thật lớn về phía trước, cách nó chừng 20 sải tay. Cát Tường ngạc nhiên đứng lại nhìn. Nó chưa bao giờ thấy ai ngồi đẹp như vậy. Người ấy ngồi lưng rất thẳng, chân xếp tréo vào nhau, dáng vững chãi và hùng mạnh. Mắt người ấy như là đang nhắm lại, và hai bàn tay người ấy đang vào nhau, đặt thoải mái phía giữa. Người ấy ăn mặc rất giản dị, một tấm vải màu vàng nhạt một đầu quấn phía dưới và một đầu phủ lên vai. Toàn thân người ấy tỏa chiếu một cái gì vừa thanh thoát, vừa trầm hùng và vừa an bình. Chỉ cần nhìn người ấy, người ta cũng đã cảm thấy khỏe khoắn trong người. Tự nhiên, Cát Tường cảm thấy một thứ tình cảm nảy sinh trong nó và làm rung động trái tim nó. Nó không hiểu tại sao nó lại có cảm tình ngay với một người khi mà nó cũng chưa biết người đó là ai. Nó đứng trân trân nhìn ngắm người ấy một hồi lâu, không dám cử động. Một lát sau, người ấy mở mắt, nhưng người ấy vẫn không trông thấy Cát Tường. Người ấy dao động thân thể, rồi tháo chân ra để xoa bóp. Rồi thì người ấy từ từ đứng dậy và bắt đầu đi từng bước chậm chậm. Vì đi về phía bên kia, cho nên người ấy vẫn chưa thấy được em bé chăn trâu. Cát Tường vẫn đứng lặng yên nhìn người ấy đi, những bước chân vững chãi, trầm lặng và nhẹ nhàng trên lối mòn của khu rừng. Đi được 7-8 bước, người ấy quay trở lại và người ấy nhận ra sự có mặt của Cát Tường. Thấy em bé, người ấy mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu và bao dung. Chưa bao giờ Cát Tường thấy ai cười với mình như thế. Như bị một sức hút lôi kéo, Cát Tường chạy về phía người ấy. Nhưng khi còn cách người ấy chừng 4 bước, Cát Tường ngừng lại. Nó nhớ là nó không có quyền đụng chạm vào những người thuộc các giai cấp trên. Cát Tường thuộc về giới ngoại cấp, nghĩa là không thuộc giai cấp nào trong 4 giai cấp của xã hội cả. Nó đã từng nghe ba nó nói rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Những người trong giai cấp này phần lớn là những giáo sĩ thông hiểu kinh Vệ Đà, biết đọc kinh, biết cúng tế, có thể tiếp xúc với thần linh. Khi Phạm Thiên tạo ra loài người thì người Bà La Môn được sinh ra từ miệng Ngài. Những người thuộc giai cấp sát đế lợi là những người có quyền bính chính trị và quân sự. Họ đã được sinh ra từ hai tay của Phạm Thiên. Những người thuộc giai cấp phệ xà là những người trong giới buôn bán, trồng tỉa, chăn nuôi và tiểu công nghệ. Họ đã được sinh ra từ bắp đùi của Phạm Thiên. Còn những người thuộc giai cấp thủ đà là những người đã sinh ra từ hai bàn chân của Phạm Thiên. Họ thuộc về giai cấp nghèo nhất, phải làm những nghề cực nhọc mà người trong ba giai cấp trên không làm. Giai cấp ấy đã là giai cấp thấp nhất rồi, mà gia đình Cát Tường lại thuộc vào một tình trạng thấp kém hơn nữa. Gia đình Cát Tường ở vào hạng ngoại cấp, nghĩa là không được thuộc vào giai cấp nào cả. Những người như Cát Tường phải làm nhà ở một khu riêng biệt bên ngoài làng. Nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp thấp kém như đổ phân, đắp đường, nuôi heo, giữ trâu, cày ruộng. Ai sinh ra ở giai cấp nào thì phải chấp nhận và ở yên trong giai cấp đó. Hạnh phúc là biết chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thần linh đã dạy như vậy và kinh điển cũng dạy như vậy.
những người thuộc giới ngoại cấp như Cát Tường, mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao thì có thể bị trừng phạt nặng. Trong làng U Lâu Tần Loa, có người bị đánh cho bầm tím thân thể chỉ vì đã lỡ tay đụng nhầm một người Bà La Môn. Lỡ tay đụng phải một người Bà La Môn hay một người sát đế lợi, tức là làm ô nhiễm người ấy, và người ấy phải về ăn chay, nằm đất, sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng, Cát Tường phải cẩn thận lắm. Nó không bao giờ dám tới gần một người nào trong cái xã hội cao quý, dù trên đường đi hay là trong sân nhà của ông Rambun. Nhiều lúc, Cát Tường thấy những con trâu còn có may mắn hơn mình. Một người Bà La Môn có thể đụng tới con trâu mà không bị ô uế. Nhưng nếu người ấy đụng nhầm Cát Tường, là ông ta phải về sám hối cả 2-3 tuần lễ. Dù mình không đụng người ta, mà người ta đụng nhầm mình, thì mình cũng có thể bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Hiện đứng trước Cát Tường là một người thật dễ thương. Nhưng theo kiểu cách của người đó, thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng một đẳng cấp với Cát Tường rồi. Nụ cười của người ấy hiền hậu như thế, và cái nhìn của người ấy bao dung như thế, thì chắc hẳn người ấy chẳng nỡ đánh đập Cát Tường đâu, dù cho Cát Tường có lỡ đụng nhầm. Nhưng Cát Tường nghĩ rằng, nếu đụng nhầm người ấy, thì sẽ làm cho người ta bị ô nhiễm, tội nghiệp. Cho nên nó vội ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 bước. Thấy Cát Tường không bước tới, người ấy lại bước tới gần Cát Tường. Cát Tường tự khắc bước lui 1 bước để tránh sự đụng chạm. Nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm. Chỉ trong 1 chớp mắt, ông ta đã tóm được Cát Tường. Tay trái người ấy ôm ngang vai, còn tay phải người ấy so lên đầu Cát Tường. Cát Tường đứng yên. Ngoài mẹ nó ra, chưa có ai xoa đầu nó một cách âu yếm như thế bao giờ. Tuy nhiên, nó vẫn còn sợ. Con đừng sợ, người ấy nói, giọng nhỏ nhẹ và thân mật. Cát Tường rất yên tâm khi nghe người ấy nói. Nó ngẩng đầu lên thì lại gặp cái nhìn bao dung và nụ cười hiền hậu của người ấy. Ngập ngừng 1 lát, nó nói, chú dễ thương lắm đó. Người ấy lấy 2 tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Con cũng dễ thương lắm. Nhà con ở gần đây phải không? Cát Tường không trả lời. Nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong 2 bàn tay của nó. Nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó. Con nắm tay chú như thế này thì chú có bị ô nhiễm không? Người ấy cười và lắc đầu. Không đâu. Con là con người, ta cũng là con người. Con không làm ô nhiễm ta đâu. Đừng có nghe lời người ta nói. Người ấy cầm tay Cát Tường đi ra phía cửa rừng. Đàn trâu của Cát Tường còn đó, gánh cỏ tươi của Cát Tường cũng còn đó. Người ấy nhìn Cát Tường hỏi, con chăn những con trâu này phải không? Và đây là gánh cỏ mà con đã cắt cho trâu ăn, có phải không? Con tên là gì? Nhà con có ở gần đây không? Cát Tường lễ phép thưa, dạ, đây là trâu của con chăn, 4 con này và con nhé này nữa. Còn đây là cỏ của con vừa mới cắt. Con tên là Cát Tường, nhà con ở bên kia sông, ở cuối làng U Lâu Tần Loa. Thưa chú, còn chú tên là gì? Nhà chú ở đâu? Chú nói cho con nghe có được không? Người ấy ôn tồn đáp, được chứ, chú tên là Tất Đạt Đa, nhà chú ở xa lắm. Hiện giờ chú ở tạm trong khu rừng này. Chú là Sa Môn phải không chú? Người ấy gật đầu. Cát Tường biết rằng Sa Môn là những người tu thường hay cư trú trong núi rừng. Hai người mới quen nhau, mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện mà Cát Tường đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này. Trong làng U Lâu Tần Loa,
Nó chưa thấy có ai đối xử với nó một cách thân ái như thế, hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó. Nó nghĩ, giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này thì hay biết bao. Trong túi không có một đồng tiền, cũng không có một cục đường phèn, biết lấy gì làm quà tặng đây? Nhưng Cát Tường đã có can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ. Dạ thưa chú, con muốn tặng chú một món quà, nhưng mà con không có gì trong người con hết. Tất Đạt Đa nhìn Cát Tường rồi mỉm cười nói, có chứ, con có một thứ mà nếu con làm quà cho ta thì ta thích lắm. Cát Tường ngơ ngác. Con có gì đâu? Tất Đạt Đa chỉ gánh cỏ. Cỏ của con cắt cho trâu ăn mềm và thơm lắm. Nếu con cho ta vài nắm để ta trả dưới gốc cây làm nệm ngồi thì ta sẽ sung sướng biết bao. Mắt Cát Tường sáng lên. Nó chạy tới gánh cỏ, cúi xuống ôm lấy một ôm đầy trong hai vòng tay nhỏ. Rồi nó trở về dâng ôm cỏ cho Tất Đạt Đa. Cỏ cu sa này con mới vừa cắt bên bờ sông, con xin biếu chú, lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh. Cát Tường chắp tay cung kính nhận bó cỏ từ tay em bé. Ông nói, con rất dễ thương, ta cảm ơn con. Thôi bây giờ con ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi, rồi về kẻo muộn. Chiều mai nếu có dịp, con ghé vào rừng thăm ta nhé. Cát Tường cúi đầu chào. Nó đứng đợi cho Tất Đạt Đa ôm bó cỏ đi khuất vào rừng, rồi mới tới gỡ lưỡi liềm gài trên chiếc đòn sóc đặt nghiêng trên gánh cỏ và bước ra phía bờ sông. Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa hạ, cỏ cu sa còn non và lưỡi liềm của Cát Tường còn sắc nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà Cát Tường đã cắt được đầy một ôm lớn. Cát Tường lùa trâu về. Sông Ni Liên Thuyền có một khúc rất cạn gần đó. Cát Tường cho trâu lội qua khúc sông ấy. Con nghe con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông, Cát Tường phải tới lùa nó chạy theo đàn trâu. Gánh cỏ trên vai không có gì là nặng. Cát Tường lội qua sông cùng một lượt với bầy trâu. Chương 4. Chim thiên nga trúng tên. Ngày hôm sau, Cát Tường thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa, nó đã cắt cỏ xong và nhét cỏ đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ bên này sông, Cát Tường lùa trâu sang bên kia sông. Bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa, thành ra Cát Tường thường cho trâu ăn bên ấy để có chút thì giờ ngã lưng trên đám cỏ non bên bờ sông gió mát. Nó chỉ đem theo chiếc liềm. Chiếc liềm đối với nó rất quý giá vì đó là phương tiện sinh sống của nó. Qua bên kia sông, Cát Tường dỡ nắm cơm mà Ba La đã gói cho nó từ hồi sáng trong một tờ lá chuối. Vừa định bốc cơm ăn thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng. Nó nhớ đến Tất Đạt Đa. Mình có thể đem cơm này chia sẻ với người ấy. Người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu. Nghĩ như thế, Cát Tường gói nắm cơm trở lại. Nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng, rồi nó theo lối cũ tìm về chốn gặp gỡ chiều qua. Từ xa, nó đã thấy dáng Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây đại thọ bồ đề. Nhưng Tất Đạt Đa không ngồi một mình. Trước mặt Tất Đạt Đa còn có một người khác. Đó là một cô bé trạc tuổi Cát Tường, ăn mặc rất tươm tất. Cô bé vận sari màu trắng, đang ngồi nhìn Tất Đạt Đa ăn cơm. Cát Tường dừng lại, nhưng Tất Đạt Đa đã ngẩng lên và trông thấy Cát Tường. Cát Tường, Cát Tường. Người ấy vừa gọi, vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần. Cô bé cũng nhìn ra. Cát Tường nhận ra cô bé này.
Nó chưa biết tên cô bé, nhưng đã gặp cô ta một vài lần trên đường làng. Cát Tường bước tới gần, cô bé ngồi xích ra một bên. Tất Đạt Đa chỉ một chỗ ngồi trước mặt và ra hiệu cho Cát Tường ngồi xuống. Trước mặt Tất Đạt Đa có một mảnh lá chuối tươi. Trên mảnh lá chuối là một nắm cơm và một ít muối mè. Tất Đạt Đa chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai chứ chưa bắt đầu ăn. Con ăn cơm chưa? Tất Đạt Đa nhìn Cát Tường. Dạ thưa chú, con chưa ăn. Vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui, có được không? Nói xong, Tất Đạt Đa trao cho Cát Tường một nửa nắm cơm. Cát Tường cung kính chắp tay nhưng không nhận. Nó đưa nắm cơm của nó ra. Con cũng có đem cơm theo đây nè. Rồi nó mở gói cơm. Cơm của Cát Tường là cơm gạo đỏ, không trắng trẻo như cơm của Tất Đạt Đa. Vả lại nó không có muối mè, chỉ có vài hạt muối trắng. Tất Đạt Đa mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung có được không? Nói xong, Tất Đạt Đa lấy một nửa nắm cơm trắng, chấm vào muối mè và trao cho Cát Tường. Rồi ông bẻ lấy nửa nắm cơm hẩm của Cát Tường và bắt đầu ăn rất ngon lành. Cát Tường hơi bỡ ngỡ, nhưng thấy Tất Đạt Đa ăn cơm rất tự nhiên, nó cũng đưa cơm lên ăn. Cơm của chú dẻo mềm và thơm quá. Nó nói. Đó là cơm của Tu Già Đa đem cho. Tất Đạt Đa vừa nói vừa nhìn cô bé. À, thì ra cô bé này tên là Tu Già Đa. Cát Tường nhìn kỹ lại, cô bé này lớn hơn mình, có lẽ lớn hơn 1 hoặc 2 tuổi. Hai mắt cô ta to đen lấy. Cát Tường ngừng nhai, nói. Em có gặp chị một vài lần trên đường làng, em không biết chị tên là Tu Già Đa. Tu Già Đa nói. Chị là con gái ông Hương Cả ở làng U Lâu Tần Loa, còn em có phải là Cát Tường không? Thầy Tất Đạt Đa vừa mới kể chuyện em cho chị nghe xong. Cát Tường nè, em đừng kêu thầy Tất Đạt Đa là chú nữa. Thầy là sa môn mà, mình kêu thầy ấy bằng thầy thì đúng hơn. Dạ. Tất Đạt Đa ngừng nhai, nhìn hai đứa trẻ mỉm cười. Như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau. Nè các con, thầy thường ăn cơm trong im lặng. Những hạt cơm và những hạt mè mà các con đem đến quý giá vô cùng. Ta muốn ăn cơm trong im lặng để thấy được giá trị của những hạt cơm ấy. Tu Già Đa, chắc con ít có dịp được ăn cơm gạo đỏ. Có thể là con đã ăn cơm rồi, nhưng con cũng nên ăn một miếng cơm gạo đỏ của Cát Tường đem đến. Ngon lắm đó con. Bây giờ chúng ta nên im lặng mà ăn. Xong bữa cơm, thầy sẽ nói chuyện cho hai con nghe. Tất Đạt Đa bẻ một miếng cơm từ nắm cơm của Cát Tường và trao cho Tu Già Đa. Cô bé chắp tay thành búp sen, kính cẩn nhận lấy. Ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong cảnh rừng trưa u tịch. Sau khi cơm và muối mè đã hết, Tu Già Đa thu lượm các mảnh lá chuối lại. Cô lấy bình nước trong để bên cạnh, rót vào một cái bát bằng đá duy nhất mà cô đem theo và dâng lên. Tất Đạt Đa tiếp nhận bát nước và trịnh trọng đưa mời Cát Tường. Cát Tường vội nói. Con xin mời chú. Con xin mời thầy uống trước. Tất Đạt Đa nhìn nó, ôn tồn nói. Con uống trước đi, thầy muốn con uống trước. Và ông nâng bát đưa lên bằng cả hai. Cát Tường hơi luống cuống, nhưng không còn cách nào từ chối. Nó chắp tay lại, đón lấy bát nước và đưa lên uống một mạch cạn chén, rồi trao bát lại cho Tất Đạt Đa cũng bằng hai tay. Tất Đạt Đa chìa bát ra để xin Tu Già Đa rót bát thứ hai. Khi bát nước đã đầy, ông nâng lên với dáng điệu cung kính và thong thả uống từng ngụm nhỏ. Uống xong bát nước, Tất Đạt Đa lại chìa bát ra
để xin Tu Già Đa rót cho bát thứ ba. Bát này Tất Đạt Đa đưa lên mời Tu Già Đa. Tu Già Đa đặt bình nước xuống trước mặt cô, chắp hai tay lại và nhận lấy bát nước. Hồi nãy đến giờ mắt Tu Già Đa không ngừng quan sát hai người. Giờ đây cô nâng bát nước lên và uống từng ngụm nhỏ, cũng giống như Tất Đạt Đa vừa uống. Tu Già Đa có ý thức rằng đây là lần đầu tiên cô đã uống nước từ một cái bát mà một người thuộc hạng ngoại cấp đã uống. Tất Đạt Đa là thầy mình, ông đã uống thì tại sao mình lại không uống? Tuy nhiên cô bé không hề có cảm tưởng là mình đã bị ô nhiễm. Bất giác cô đưa tay trái của cô ra và sờ vào đầu tóc của cậu bé chăn trâu ngồi bên cạnh. Cử chỉ rất bất ngờ khiến Cát Tường không tránh kịp. Tu Già Đa đã chạm được vào đầu Cát Tường, tay phải cô bé vẫn còn nâng bát nước. Tu Già Đa thu tay trái lại, với hai tay cô nâng bát lên và uống hết nước trong chiếc bát. Cuối cùng cô bưng bát đặt xuống gốc cây và nhìn hai người mỉm cười. Tất Đạt Đa gật đầu. Các con đã hiểu được lời ta nói, con người sinh ra không có giai cấp. Nước mắt người nào cũng mặn, máu người nào cũng đỏ. Chia người ra thành giai cấp để mà kỳ thị lẫn nhau, đó là một điều sai lầm. Thầy đã thấy được điều đó trong khi thầy thiền quán. Tu Già Đa trang nghiêm. Chúng con là học trò của thầy và chúng con tin lời thầy dạy. Nhưng ở đời hình như không có ai nghĩ như thầy cả. Ai cũng tin rằng những người thủ đà và những người ngoại cấp đã được sinh ra từ bàn chân của Chúa Trời Phạm Thiên. Kinh điển cũng đã nói như vậy, có ai dám nghĩ khác hơn đâu. Thầy biết, nhưng sự thật là sự thật, dù không có ai tin theo. Một điều sai lầm mà được hàng triệu người tin theo thì cũng là một điều sai lầm. Các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể sống theo sự thật. Tất Đạt Đa ngẩng lên, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ và nói: Để thầy kể chuyện này cho các con nghe. Hồi đó thầy mới có 9 tuổi. Một hôm thầy đang chơi thơ thẩn một mình ở trong vườn thì có một con thiên nga từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt thầy. Con chim có vẻ đau đớn lắm, nó quằn quại trên mặt đất. Thầy chạy tới ôm nó và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó. Thầy cầm mũi tên trong tay, ngậm miệng lại và rút mạnh mũi tên ra. Con chim run bắn lên, máu rỉ ra ướt đỏ cả cánh chim. Thầy vội lấy ngón tay cái ấn lên trên vết thương cho máu ngưng chảy. Ôm con chim trong tay, thầy chạy vào nhà trong đi tìm cô cung nữ Sendari. Thầy nhờ cô đi hái một nắm lá dâu nhai nhỏ và đắp vào vết thương của con thiên nga. Con chim run rẩy, hình như nó bị lạnh. Thầy cởi chiếc áo lông cừu ra, bọc chim vào cho nó ấm và đặt con thiên nga gần lò sưởi ngự. Tất Đạt Đa ngưng lại, nhìn Cát Tường. Cát Tường, ta chưa nói cho con biết, hồi đó ta là hoàng thái tử con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ. Điều này Tu Già Đa đã biết rồi. Thầy đang định đi kiếm cơm nguội cho chim ăn thì Đề Bà Đạt Đa đẩy cửa chạy vào. Đề Bà Đạt Đa là em chú bác của ta, hồi đó 8 tuổi. Tay Đề Bà Đạt Đa còn cầm cung và tên. Đề Bà Đạt Đa hỏi: Tất Đạt Đa, anh có thấy có một con thiên nga trắng rơi xuống đâu đây không? Ta chưa kịp trả lời thì Đề Bà Đạt Đa đã nhìn thấy con chim để gần lò sưởi ngự. Nó chạy đến định giành lấy con chim. Ta vội ngăn nó lại: Em không được lấy con thiên nga, con thiên nga này là của anh. Đề Bà Đạt Đa không chịu. Con chim ấy là của em, chính em đã bắn nó rơi xuống mà. Lúc đó ta đứng chận trước mặt Đề Bà Đạt Đa, cương quyết không cho nó rời tới con chim. Ta nói: Con chim này bị thương, anh cứu nó, anh che chở cho nó. Nó cần anh chứ nó không cần em. Các con biết không, Đề Bà Đạt Đa là một đứa em cứng đầu lắm. Nó có chịu thua đâu. Nó lại là một đứa trẻ thông minh,
nó lý luận. Anh nghe nè, con chim này khi nó còn bay trên trời thì nó không thuộc về ai hết. Em bắn rơi nó xuống thì lẽ đương nhiên nó thuộc về em. Nghe nó nói thế, thầy tức lắm. Lý luận của nó có vẻ vững chãi, đanh thép. Nhưng mà thầy thấy có một cái gì sai sai ở trong đó mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào. Thầy thấy nghẹn cả họng và rất muốn đánh cho nó một cái thật mạnh vào vai. Nhưng thầy đã không làm thế. Thầy cũng không biết tại vì sao. Bỗng nhiên, thầy tìm thấy được cách trả lời đề bà đặt ra. Thầy nói, em cũng nghe anh nói đây. Thối thường, những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau, còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có ý ác, em muốn bắn giết con chim. Như vậy, em và con chim là những kẻ thù ghét nhau. Làm sao con chim có thể ở chung với em được? Trong khi đó, anh cứu con chim, anh đắp vết thương cho nó, anh sưởi ấm cho nó, và anh đang đi kiếm thức ăn cho nó ăn. Vậy thì anh và con thiên nga là những kẻ biết thương yêu nhau. Anh và con chim có thể ở chung với nhau. Như anh đã nói, con chim nó cần anh chứ nó không cần em. Tu và Đa vỗ hai tay lại với nhau kêu đớp đớp. Thầy nói đúng lắm, thầy nói đúng lắm. Tất Đạt Đa quay sang nhìn Cát Tường. Còn con, con thấy lý luận của thầy như thế nào? Cát Tường ngẫm nghĩ. Một lát sau nó nói, con, dạ, con cũng thấy thầy có lý, nhưng mà con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận theo cái lý ấy. Phần đông người ta theo lý luận của đề bà Đạt Đa hơn. Đất Đạt Đa gật đầu. Con nói đúng, người đời phần lớn đều hù theo lý luận của đề bà Đạt Đa. Để thầy kể tiếp cho các con nghe. Cuộc tranh chấp giữa thầy và đề bà Đạt Đa không đi đến đâu. Vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn. Hôm đó có buổi họp trong triều. Thầy thì ôm con thiên nga, còn đề bà Đạt Đa thì ôm cung tên. Cả hai chạy ùa vào nhờ các quan phán xử. Lúc ấy phụ vương của thầy đang ngồi ở giữa buổi chầu. Cuộc đàm luận việc nước phải được tạm dừng lại. Các quan nghe xong lý luận của đề bà Đạt Đa thì nghe đến lý luận của thầy. Họ bàn tán phân vân rất lâu, và chẳng đi đến kết quả gì cả. Số người theo phe đề bà Đạt Đa rất đông. Giữa lúc ấy, tỳ phụ vương của thầy ngứa cổ, ông tằn hắn và ho lên mấy tiếng. Lập tức các quan đều im lặng, ai cũng nhìn vua. Và sau đó, buồn cười chưa, mọi người đều nghĩ là lý luận của thầy thì đúng hơn, và nên giao con thiên nga cho thầy giữ. Đề bà Đạt Đa tức lắm. Thầy được con thiên nga, nhưng thầy cũng không vui mấy. Bởi vì tuy tuổi còn nhỏ, thầy cũng dư sức để biết rằng sự thắng cuộc của thầy không được dễ dàng. Người ta vì nể phụ vương thầy mà cho thầy thắng cuộc, chứ không phải vì họ thấy lý luận của thầy là đúng. Buồn quá thầy ha. Tu và Đa buộc miệng. Buồn thật. Nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con thiên nga, thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều. Nếu không thì con thiên nga đã bị đưa xuống cho nhà bếp để làm thịt rồi. Các con biết không, ở đời ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu. Vì vậy họ độc ác với nhau, họ không tha thứ cho nhau. Hồi ấy tuy thầy mới có 9 tuổi, thầy đã thấy được điều đó. Những kẻ yếu đuối và cô thế thường thường là những kẻ dễ bị bắt nạt và bị làm hại. Lý luận của thầy hồi đó, bây giờ thầy vẫn thấy có giá trị. Đó là lý luận của tình thương yêu và sự hiểu biết. Đó là sự thật có thể làm vơi bớt nỗi khổ của mọi loài. Dù số đông không công nhận thì nó vẫn là sự thật. Cho nên thầy đã dặn các con, các con phải có thật nhiều can đảm mới có thể đứng về phía sự thật mà bảo vệ sự thật. Còn con thiên nga sau đó ra sao hả thầy? Tu và Đa hỏi. Thầy nuôi con thiên nga được 4 ngày. Khi thấy vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn, thầy đã thả nó ra. Thầy đã dặn nó bay thật xa để đừng bị đề bà Đạt Đa bắn rơi một lần nữa.
Tất Đạt Đa nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm, không nói năng gì. Ông bèn lên tiếng: Tu và Đa, đã đến lúc con phải về nhà kéo mẹ con trông. Cát Tường, con đi chăm sóc đàn trâu của con đi. Và nếu chưa cắt đủ cỏ thì con hãy đi cắt. Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua, thầy đã trải làm niệm ngồi tốt lắm. Đêm qua và sáng hôm nay thầy ngồi thiền rất thành công, và thầy đã đạt tới nhiều cái thấy quan trọng. Công đức của con không phải là nhỏ. Chừng nào thầy đạt được đạo quả viên mãn, thầy sẽ đem dạy cho các con. Đã đến giờ thầy thiền tọa rồi. Các tường nhìn xuống, quả thật ôm cỏ đã được Tất Đạt Đa trải làm niệm ngồi. Các lá cỏ đã cuốn tròn lại, nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm. Cậu bé nghĩ, cứ ba hôm một lần, cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới. Cậu đứng dậy, cùng với Tu và Đa, cậu chắp tay vái chào Tất Đạt Đa. Tu và Đa về nhà, còn Cát Tường thì lùa trâu về lại bờ sông cho trâu ăn cỏ.